Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhớ nút chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo để cho mình nhé. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có một con Durian. Con này thì vẫn bán thôi, bình thường. Thì nhóm video này được 1k like. Thì chiều nay chúng ta sẽ có tập mới nhất của tựa game, đó chính là Real City nha. Thì mình đang sang lắm 14 rồi anh em ạ. Và chúng ta đang ở một cái nhiệm vụ khá là khó. Chúng ta vẫn đang ở top 2 thôi. Nhưng mà theo như mình nghĩ là còn hơn 1 ngày nữa, chắc là mình sẽ kịp đua thôi anh em ạ. 9 phút nữa thì mình hồi. Chúng ta sẽ đợi thôi anh em. Chúng ta sẽ đi lấy thêm phút thì lấy thôi. Nếu lấy thêm được phút thì càng tốt. Đây, lấy tối đa phút có thể anh em ạ. Chúng ta sắp kết thúc cái cuộc đua rồi nha anh em. Và không biết là anh em đang lắp mấy rồi. Chúng ta bây giờ sẽ làm gì đây? Nhiệm vụ thì nó vẫn là like ra Antimaster. Anh em là có tiền thì có thể like con Antimaster này cũng được. Nó rất là tốn kém nha anh em. Nó rất là tốn kém đấy. Ở đây mình có một con rồng mới mà có thể review cho anh em xem được. Đấy, con này là con like được cái sự kiện rồng cực hiếm. Con này không chắc là ai đã có đâu nha. Khá là hiếm có anh em ạ. Ở đây có Terra. Terra thì bán thôi. Chúng ta xem con này nó như thế nào nha anh em. Con rồng mới của chúng ta nó nằm ở trong danh sách gì đây? Đấy, con rồng gọi vua bóng đá anh em ạ. Con này gọi là vua bóng đá nha. Đẹp phết, không biết từ bao giờ. Chà, thì khá là ngáo ta. Khi cho nó lên thì nó đẹp phết anh em ạ. Thì anh em là muốn là tên nó là gì thì hãy comment nha, xuống bên dưới nha. Nó là rồng R nha, mình cũng không quan tâm, không quan trọng lắm là rồng R hay Legend. Mình là nhà sưu tập rồng nên mình sẽ tìm tất cả con rồng có thể. 6 này, đấy chưa anh em. Ơi, vương miện tại quả bóng anh em ạ. Thấy chưa? Kinh. Vương miện là quả bóng anh em ơi. Cho lên level 8 nhá. Cái bộ skill đây. Đây nó có 3 dạng, có cả hệ pua trong này. Pua sẵn là 1500 dam. Khá là khỏe. Đây, young skin này, baby skin này. Đây đều những con rồng cũ, bây giờ nó cho phép chúng ta có sở hữu. Thế là ngon rồi. Ở bên này nó sẽ cho chúng ta Longhorns thì ta có rồi này. Grover ta có rồi này, nên ta không cần like. Đấy, ta có con mới anh em ạ. Con này là Crowner. Con này tên là gì? Con này là Crowner Dragon anh em. Và mình sẽ đi test thử sức mạnh của con Crowner Dragon này luôn nha. Login này, với bạn bè này. Đấy, xong rồi, chiến thôi. Crowner Dragon nhìn trông nó khá là đẹp. Login và guest cho sẽ lấy 10 game free nha. Đợi tí xíu vào ngay bây giờ đây. Lên Nam này, Tuấn Hải Trường này. Ok, mình sẽ đấu với ai đây? Đấu với một bạn level thấp thôi anh em, tại vì căn bản là cái con Crowner nó cũng không khỏe cho lắm đâu. Con nào chưa luyện tập sao thì sẽ luyện cho nó luôn anh em. Thần Long ánh sáng này bị lỗi sao anh em ạ? Không luyện được nhá. Mình sẽ luyện cho Kai Kill Croc đi. Và sẽ cho con Crowner đây rồi. Đấy. Được đánh chưa anh em? Rồi, khá là đẹp đấy anh em ạ. Thế mình thấy nó khá là đẹp. Ok, chúng ta sẽ vào và chiến. Flame cũng có Flame anh em. Đây, chiếc Crowner nha anh em. Nhìn trông hay nhỉ? Mình tấn công. Ui, sút bóng anh em ạ. 2000 máu, chết luôn con. Flame ghê nha. Mình sẽ tìm những level thấp mà luyện thôi anh em. Không cần thiết là phải đánh level cao đâu. Và trong quá trình đó thì mình sẽ ra ngoài lấy thêm food kia gì đấy anh em ạ. Cái food chúng ta sẽ đợi sẵn sàng để chuẩn bị xong đi. Chắc là đến chiều hôm nay thì mình mới xong được cái nhiệm vụ này. Đây là nốt 4 nữa. Như vậy là còn một nốt này. Hai nốt nữa. Hai nốt cho khoảng vòng 1 ngày thì không biết là liệu rằng có kịp không nữa. Hy vọng sẽ kịp anh em ơi nha. Không kịp thì ta phải dùng game để có thể skip qua một cái nhiệm vụ này thôi nha. Cho có tận đến bao nhiêu trận? 5 trận à? Cái kiểu gì game cuối cùng phải dùng rồi. 1, 2, 3. Mình cần 3 trận thôi, đợi khoảng 3 tiếng nữa. Bây giờ đang là 8 giờ sáng. Thì 8, 9 giờ sáng gì đấy thì tầm khoảng 12 giờ trưa là sẽ ok. Nhưng mà lúc ấy mình đang bận livestream rồi. Thế nhờ. Thôi kệ đi. Cho các trường mình sẽ dành ra một khoảng thời gian để gọi là nhiệm vụ phát. Tại vì nó đang đến cái giai đoạn là quan trọng nhất rồi anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ lấy nha, lấy food này. Lấy food và lấy food nha anh em. Lấy food. Rồi, ok. Food bên này nha. Tiếp tục vào trồng lại thêm. Chắc là luyện tập trong challenge các kiểu đi nhỉ. Chúng ta có tận đến 6 trận trong phần challenge này nha.
nên là thoải mái đi. Dạ. Lên Nam này. Thật ra thì mấy con rồng kia mình đang cho đi học hết skill rồi. Chúng mới khai croc thôi. Chẳng cần đâu anh em, mình con khai croc có đầy đủ sức cân bọn này rồi. Con này còn 2 sao nên cho sẽ luyện cho lên mức cấp độ A cộng luôn. Đằng nào cũng phải luyện thì luyện luôn. Và luyện cho mấy con Heroic nữa nha anh em. Nên nhớ cả Heroic nữa. Heroic giờ đang yếu quá. Heroic giờ đang gọi là khá là sida. À đúng rồi, mình sẽ cho một số con Heroic lên level 30 nha anh em. Thức ăn mình còn khá nhiều ở đây nhờ. Tội gì không cho đúng không? Tấn công thôi, Storm lên này. 27.000 máu. Cho khá nhiều con nữa thì cho nó lên thôi anh em. Lên cấp độ C anh em ạ, C cộng ạ, ngon. Kill crop của tôi. Heroic nên cho lên level 30 anh em ạ. À bây giờ cho Heroic lên level 30 nha. Bây giờ anh em muốn cho gì đây? Mình có khá nhiều Heroic không dùng đến. 222 hoặc Heroic mà là 2. Đấy. Con nào trước nhỉ? Cho con nào gọi đẹp đẹp tí nhỉ. Con này thì 25 rồi. Felon sẽ có thể lên được này. Có những con nào chưa lên? Một số con lên hết rồi anh em. À đây trên này có đầy này. Đấy, hai tension mỗi ngày ta cho một con lên nhá. Đầu tiên là sẽ cho con tension của chúng ta lên trước nhá, lên level 30 trước nha anh em. Rồi, xong mình sẽ luyện được trò này anh em ạ. Mình sẽ luyện cho tension nha anh em. Tension Dragon khá là tốn kém thức ăn này, nó sẽ tốn khoảng vài mờ thức ăn để lên level 30 nha. Đây sẽ lên level 30 này anh em. Nó đang ở rank C trừ và nó sẽ là bao nhiêu máu đây? 35.000 máu và 6.000 công. Con này học một cái skill rồi. Mình sẽ luyện cho tension nha anh em. Bọn này còn chưa đặt tên cơ. Vấn đề là trong này không đặt tên được anh em ạ, mà phải vào điện thoại thì mới đặt tên được. Nó khá là lằng nhằng nhờ. Khá là lằng nhằng dây điện các kiểu. Ok bây giờ ta sẽ có ai đổi không nhờ? Trey à? Không cần này anh em. Nên chắc em nghỉ game. Chắc em tạm biệt mọi người à? Chắc bạn Nam Hoàng tạm biệt mọi người rồi. Ok. Chắc bận học và năm học chắc là nhiều anh em sẽ nghỉ đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu trong này nào. Đang quay 47, 40 này. 40 à? Tension của ta không biết có chịu được đòn từ bọn mấy bọn 40 không? 28 này anh em. 28. Tension. Cẩn thận gặp mấy con nó khỏe nó vả cho không trượt phát nào nha anh em. Rồi, đi kèm theo một con 70 thì chắc chắn là chúng ta sẽ thắng thôi. Và mình sẽ cố gắng luyện 6 trận tối đa luôn. Đằng nào thì cái này sẽ luyện. Ủa thế chưa anh em? Có hai Titan đấy chưa? Này khỏe đấy. Ui khắc hệ ạ. Con đĩ ngựa nè. Rồi ôi, là một trong những con rồng Heroic rất đẹp. Đừng chết nha cưng. Đừng chết nha, chiêu này vừa mới học xong đây, mạnh nhất đây, hay. Crew, ok đừng chết. Rồi hay lắm. Hay lắm, cân 3, yes, vỗ tay anh em. Chúng ta sẽ luyện cho cấp độ C cộng cho con này nha. Lại có hứng thú luyện Heroic rồi anh em ơi. Sắc Melio, level 28, level 25 ở bên này. Level 25 này anh em, Thanh Vi Nguyễn này. Hy vọng là sẽ đánh được. Tension Dragon. Mình còn nhiều con mạnh lắm mà mình chưa luyện được, chưa có thời gian mà luyện được. Đầu tiên phải cho level 30 hết cho bọn Heroic đã. Xong là Legend tính sau anh em. Vì bọn này sẽ cần ở trong cái phần đấu trường các kiểu. Ủa sao có QB nhỉ? Ui dạ. Sắp tới có sự kiện đó chính là phá vỡ hầm ngục anh em. Sẽ cần con này. Sẽ cần bọn Heroic 30 hết. Và cần luyện tập cấp độ cho nó hết. Vì vậy chúng ta phải nhanh tay lên, nhanh chóng lên. Tension Dragon. Ok. Hai Tension Dragon. Ôi xin cầm một con nhỉ. Hơi mạo hiểm nhờ. Sợ tim này nó quật mình gì sao. Khắc hệ anh em ạ, khắc hệ đấy. Con này có nhiều hệ phết. Và nó rất là thoải mái trong một việc đánh như này. Hệ lá này. Never grow thì cũng die thôi. Mình đánh một phát bình thường là tầm khoảng 11.000 máu rồi. Ngày xưa là khi mà chưa nạp nhiều tiền nên level 30 của mình là rất là khỏe. Cho Heroic là rất là khỏe nha. Mà phải tiết kiệm lắm thì mới lên level 30 cho một con ấy. Bây giờ thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thỉnh thoảng nó sẽ cho lên hết 30 hết nhỉ. Yeah. Nào bây giờ đánh thêm ai đây? 7 này. 23, Văn Trí, Cường, Nguyễn Vũ như là đang nghỉ game rồi. Khá buồn ta. Tension Dragon. Đấy, Tension Dragon. Lên. Một con nữa.
Đấy. Ok, let's go boy. Vào thôi. Thích thì nhích thôi anh em. Chuyển nào. Mày chỉ biết chết đi cưng. Vào đây. Chiến binh. Đấy, một phát vào là 25k. Paladin Dragon với khoảng 2431 máu. Này thì chạy đi đâu à cưng. Double Terra. Đó là Double Terra nha. Manito. Ok, 24.000 máu. Xong, rất là nhẹ nhàng thôi. Rất là nhẹ nhàng. Hết trận rồi anh em ạ. Ôi, nhanh thế cơ. Mình tưởng còn nhiều trận lắm thì ra là hết trận rồi ạ. Ôi, hết trận rồi ạ. Ok. Khá là hụt hẫng ta, hết trận rồi. Bây giờ nhiệm vụ lấy vàng à. Nhưng mình sẽ lấy vàng sẽ lag lắm. Nhưng mà mình vẫn phải lấy anh em ạ, tại vì là sẽ còn lâu mới xong nhiệm vụ này. Theo mình nghĩ phải chiều nay mình mới xong nhiệm vụ này được. Sẽ còn lâu nha. Ok, chúng ta sẽ lấy vàng là ok. Dưới này sẽ lấy vàng hết nha anh em ơi. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu luôn. Rồi. Trên kia đang sinh sản là Terra với Terra. Thật ra thì mình không cần lắm. Terra để đấy mà sinh sản tí nữa làm nhiệm vụ thôi. Chứ cái này thì mình cũng không quá cần. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy vàng nha anh em. Đua chay lên lắm 15 là cũng ổn rồi anh em ạ. Không hề tệ một chút nào đâu. Thật ra không phải đua chay. Mình phải tốn đến khoảng 40 game rồi. Tốn khoảng 450.000 lấy con đồng Heroic rồi. Nhưng mà nó là một cái món quà tinh thần mà chúng ta sẽ phải lấy. Đúng không? Dĩ nhiên. Ok. Vàng đó anh em ơi, lấy hết vàng nào. Ok, just lấy vàng và lấy vàng. Bên này có sẽ vàng không? Đây, rất nhiều vàng luôn. Lấy luôn. Để làm cái chi nhờ? Để làm gì? Commission, một ngày 7 giờ nữa sẽ mở hồng ngục nha anh em. Và có lẽ phải nằm vào một chút để lấy được cái con rồng trong đấy thì phải. Thế nhưng mình nghĩ là thế. Quest ta sẽ để lại nhá, mình không chơi quest. Quest nhớ tia có nhiệm vụ yêu cầu đến quest thì gọi là vỡ mồm. Đấy rồi, đánh nhau luôn anh em ơi. Đánh nhau luôn. Ok, như vậy là cho ta đợi khoảng 3 trận nữa thôi. Sắp xong rồi anh em. Yes. 2 trận nữa thôi chứ không phải 3 trận. Tại vì là đây là trận thứ 5. Hai trận thứ 4, trận thứ 4. Đợi khoảng 3 trận, vẫn là đợi khoảng 3 trận. 1 này, 2 này, 3 này. Đúng là phải đợi khoảng 3 trận. Đúng như lúc ấy mình tính toán. Một trận nó tầm khoảng là 1 tiếng 20 phút thì tầm khoảng 4 tiếng. 4 tiếng phải 1 giờ chiều anh em. Một giờ chiều lúc ấy mới chắc mình đi ăn cơm rồi. Thì lúc ấy mình sẽ vào mình làm nhiệm vụ nhá. Yes, yes sir boy. Nào, ok, bây giờ sẽ đi đấu arena để lấy hòm anh em. Quest thì bỏ qua luôn đi. Không dùng heroic đấy anh em ạ. Trong này không dùng heroic được nha. Ok, kill croc đi. Nếu thế thì dùng kill croc. Kai croc không được anh em ạ. Nó không cho phép dùng Kai croc nha. Dark steel có nhiều con khỏe lắm nhưng thôi. Muốn luyện nhưng mà thôi. Đánh thì đánh thôi anh em. Kệ méo là nó nhờ. Không cần quan tâm luôn. Đánh nhanh để lấy hòm thôi. Bọn này nó khá là yếu nhưng mà 24 cũng ghê đấy. C này. Sao có thể lên lọt vào đây được đây nhỉ? Lọt vào đây để làm gì? Nhưng mà cấp độ của mình cũng khá là thấp. Rank chắc là khá là thấp nên gặp toàn team yếu thôi nhờ. Đấy là dễ vì arena battle của mình nháy mắt là mình có thể vượt qua được rồi. Không hề khó một thẹo nào. 18-20. Ok, đánh thêm anh em ơi. Rồi, ok, Eternity. Ôi, con đấy láo thật đấy, đánh xong cái chạy luôn ạ. Jin và Jang. Rồi, con này con Jan. Jin và Jang, con này một trong hai con VIP sinh đôi đây. Từ ngày xưa rồi, từ lâu lắm rồi anh em. Hệ đất này, 156k. Electra Dragon này, ok, một hit nữa sẽ die nha. Một hit nữa sẽ bay màu, 83.000, hay lắm. Chuyển sang con khác anh em. Ở chỗ có cái hòm rồi, yes. Có hòm rồi anh em, mở hòm nào. Trong này có gì đấy? Trong này sẽ chứa cho chúng ta đó chính là boulder. Được, 20 mảnh boulder cũng là ngon rồi. Mình phải đợi hòm rồi anh em. Biết đánh thì nó không có tác dụng gì cả ơi. Phải đợi hòm rồi. Giờ đánh không tác dụng gì. Đánh thì không được cái gì cả. Mất thời gian. Có lẽ thì chúng ta sẽ dừng tập này tại đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em vào tập chiều nay nha. Mình đánh xong trận này đã, xong rồi tính sau. Oh man, xong. Mấy con này cực kỳ nhanh. Ok nhá, chào anh em nhá. Bye bye.